kênh thính giả đang đến với phần 2 chương trình tin tức tổng hợp cuối ngày cùng với đài trình IBC TV tiếp nối với bản tin từ Pakistan. Học sinh và giáo viên tại đây tìm kiếm cách di chuyển tốt hơn sau vụ tai nạn cáp treo. Học sinh và giáo viên tại một ngôi làng ở miền Bắc Pakistan yêu cầu cơ sở hạ tầng giao thông tốt hơn trong diễn biến ngày thứ tư sau một vụ tai nạn cáp treo kinh hoàng. Trước đó vào ngày thứ ba, lực lượng cứu nạn Pakistan đã cứu được 7 trẻ em và một người đàn ông đến nơi an toàn sau khi cáp treo của họ mắc kẹt trên một khe núi hẻo lánh ở Butangi Pasto, chấm dứt thử thách kéo dài hơn 15 giờ. Butangi Pasto là khu vực miền núi ở quận Batagram, thiếu đường và cơ sở hạ tầng phù hợp, buộc học sinh phải dựa vào cáp treo để đến trường mỗi ngày. Sau vụ tai nạn, học sinh lại phải đối mặt với việc phải đi bộ ở một quãng đường dài hơn. Ata Mohamed, một học sinh lớp 10 đang theo học tại trường công lập Butangi Pasto cho biết, học sinh đôi khi không thể đến trường do thời tiết xấu làm hư hại thêm những con đường vốn đã bắp bênh. ali Ashia Khan hiệu trưởng của trường trung học botagi giải thích rằng tỷ lệ học sinh bỏ học trong khu vực tăng cao có liên quan trực tiếp đến khoảng cách học sinh phải đi bộ và điều này ảnh hưởng như thế nào đến thành tích chung của các em vì các em thường xuyên bị mệt mỏi Người dân Trung Quốc tích trữ muối sau khi nhật xả nước từ Fukushima. Cảnh quay trên mạng xã hội vào hôm thứ Sáu cho thấy, người tiêu dùng ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đang mua muối với số lượng lớn, trong bối cảnh Nhật Bản xả nước đã qua chế biến từ nhà máy nguyên tử Fukushima bị hư hỏng. Đoạn băng hình cho thấy những người mua hàng đang khẩn trương lấy những bao muối lớn gần quầy thu ngân của một cửa hàng ở Đào Sen, trong khi chính quyền địa phương đang thông cáo cho biết có sự đổ xô đi mua muối do nước bị ô nhiễm từ Fukushima xả ra biển. Tập đoàn Công nghệ Muối Quốc gia Trung Quốc, nhà sản xuất muối thông thường lớn nhất thế giới, cho biết trong một tuyên bố vào hôm thứ Năm nói rằng họ đang tăng cường nguồn cung khi người dân ở một số vùng của Trung Quốc đổ xô đi gì mua dự trữ. Trung Quốc cũng kêu gọi người dân mua muối một cách hợp lý, không tích trữ, giữa bối cảnh người dân đổ xô mua mặt hàng này sau khi nhập xả nước thải phóng xạ. Tiếp đến là tin tức từ Tây Ban Nha cảnh sát Tây Ban Nha thu giữ lượng cocaine kỷ lục tại Port de Algeciras. Cảnh sát tại Tây Ban Nha vừa thực hiện vụ thu giữ cocaine kỷ lục, tìm thấy 95 tấn ma túy được giấu trong các hộp chuối trong một container vận chuyển từ Ecuador ở cảng Algeciras ở phía nam. Cảnh sát cho biết trong một tuyên bố rằng đây là số ma túy lớn nhất từng được tìm thấy trong một container ở tại Tây Ban Nha. Các hộp được đánh dấu bằng hơn 30 biểu tượng khác nhau, phù hợp với các nhóm tội phạm châu Âu khác nhau sẽ nhận cocaine. Cảnh sát không nêu tên tổ chức hoặc mạng lưới tội phạm nào. Cảnh sát cho biết thêm một số ma túy được tìm thấy vào ngày 23 tháng 8 trong một container lạnh. Tổ chức tội phạm ở Ecuador có mạng lưới vận chuyển ma túy lớn sang Tây Ban Nha, chủ yếu đến các cảng Agaciras và Vigo ở phía Tây Bắc, thông qua một công ty buôn bán chuối quốc tế đặt tại cảng chuối chính của Ecuador, Macala. Cảnh sát cho biết những công ty chuối có thể vận chuyển lên tới 40 container mỗi tháng, một trong số đó có chứa các ma túy. Trung tâm thương mại ở California di tản sau mối đe dọa đánh bom nhà vệ sinh. Một trung tâm mua sắm nổi tiếng ở California đã được di tản vào hôm thứ Năm sau khi có mối đe dọa đánh bom liên quan đến một nhà vệ sinh bị bỏ lại bên ngoài rạp chiếu phim. Theo báo cáo địa phương, cảnh sát đã di tản ở Americana tại trung tâm mua sắm Brand ở Grandleo vào khoảng 8 giờ tối giờ địa phương sau khi người ta tìm thấy tờ giấy xác định là nhà vệ sinh là một quả bom. Cảnh sát Glendale thông báo ngay sau 10 giờ tối, chính quyền địa phương đang điều tra thiết bị này để tìm một quả bom với một nam nghi phạm đã bị bắt liên quan đến vụ án. Chưa có xác nhận ngay lập tức về mức độ đe dọa của vụ đánh bom này. Tin liên quan đến Việt Nam, Thái tử Nhật Bản chính thức công du Việt Nam từ ngày 20 cho đến ngày 25 tháng 9. Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino và phu nhân là Kiko Kawashima chính thức công du Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 tới đây. Chính phủ Nhật Bản vào ngày 25 tháng 8 công bố kế hoạch có chuyến biên thăm đến Việt Nam của Thái tử và Thái tử Phi Nhật Bản như vừa nêu trên. Mục đích của chuyến công du nhằm kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du sẽ là Hà Nội vào ngày 20 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9 sẽ là thành phố Sài Gòn. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ ba của thái tử Fumihiko Akishino sau khi chính thức trở thành người sẽ nối ngôi vào năm 2019. Lúc đó người anh trai của ông, Naruhito sẽ trở thành thiên hoàng. Vào ngày 8 tháng 8 vừa qua, hoàng gia Nhật Bản đã công bố chuyến thăm hữu nghị của thái tử Fumihito Akishino và phu nhân đến Việt Nam. Theo công bố từ phía Hà Nội, gửi lời thăm chính thức đến Hoàng gia xứ Phù Tàng vào đầu tháng 8 vừa qua. Chuyến viên thăm của hai nhân vật hoàng gia Nhật Bản này đến Việt Nam lần gần đây nhất là vào năm 1999. Nhật Bản hiện là đối tác cung cấp viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam với trên 2.700 tỷ yên vội vốn và gần 100 tỷ yên viện trợ không hoàn lại và 180 tỷ yên viện trợ cho các hợp tác kỹ thuật. Bên cạnh đó, Nhật còn lỗ đối tác thứ hai về lao động thứ ba về đầu tư và du lịch của Việt Nam. Khởi tố Phó Chủ tịch An Giang vì nhận hối lộ hơn 1 tỷ đồng từ công ty khai thác cát. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an CO3 vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang về tội nhận hối lộ. Truyền thông nhà nước dẫn lời của Trung ương Tô Ân Sô, phát ngôn viên Bộ Công an cho biết như vậy vào hôm 25 tháng 8. Báo nhà nước dẫn kết quả điều tra cho biết ông Trần Anh Thư đã chỉ thị cho ông Nguyễn Việt Trí, giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh hỗ trợ tạo điều kiện giúp cho công ty Trung hậu tổng 68 được cấp giấy phép thăm dò khai thác nâng trữ lượng công suất khai thác cát. Qua đó ông Thư cũng chỉ định cấp dưới bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện chợ mới của công ty Cơ quan điều tra xác định ông Trần Anh thư đã nhận được hối lộ số tiền hơn 1,2 tỷ đồng từ ông Lê Quang Bình, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty Trung Hậu tổng 68. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Việt Trí, giám đốc Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang về tội nhận hối lộ. Ngoài hai viên chức tỉnh bị khởi tố, chín người khác bao gồm lãnh đạo và nhân viên của công ty Trung Hậu tổng 68 bị khởi tố, trong đó có ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty. Bản tin cuối đến từ Nepal. Phụ nữ tại ngôi làng Nepal biến dòi thành lợi nhuận như thế nào? Vào một buổi sáng mưa, ở miền nam của Nepal, những người phụ nữ đeo găng tay cao su và khẩu trang phẫu thuật, ném rau và trái cây tươi sắc nhỏ vào bồn chứa hàng ngàn ấu trùng, côn trùng. Ấu trùng dầu protein của rùa lính đen mà những người phụ nữ trong làng cuối cùng sẽ bán ở dạng khô làm thức ăn cho cá, da cầm và heo với giá là 70 rupee nabo tức là khoảng 55 cent cho mỗi kg. Khí hậu trong làng thuận lợi cho côn trùng phát triển, trang trại hy vọng sẽ sản xuất được 3.500 kg ấu trùng trong một chu kỳ sản xuất kéo dài từ 45 cho đến 60 ngày. Những người phụ nữ này sống ở Padap, một ngôi làng nhỏ với dân số khoảng 2.500 người, cách thủ đô Kathmandu 30 km về phía nam và là thành viên của nhóm chị em sở hữu và điều hành trang trại rùi đầu tiên thuộc loại này ở quốc gia thuộc giải Himalaya. Shata, một công nhân trong nông trại, hy vọng trang trại sẽ có thể mở rộng hoạt động và tạo thêm việc làm cho những người phụ nữ khác. Đồng thời, cô nhận được sự ủng hộ của gia đình. Trang trại được khai trương vào tháng 3 năm nay với khoản tài trợ trị giá 110.000 đô la do Liên đoàn của Hiệp đội Nữ Doanh nhân Nepal, một tổ chức từ thiện địa phương cung cấp. Những ấu trùng còn sót lại và rùi trưởng thành đang được sử dụng để làm dầu chất trong làng, nơi trồng sâu và cung cấp cho các thành phố xung quanh. Quý vị vừa theo dõi bản tin cuối cùng trong chương trình tin tức cuối ngày cùng với đài truyền hình IBC TV do sướng ngôn viên Minh Đăng và Vũ Quang Vinh phụ trách. Chúng tôi sẽ được trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị và cảm ơn các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với đài đặc biệt sự đồng hành của IBC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dược thảo uy tín và chất lượng. Gửi đến quý vị những chương trình sale promotion. Mọi chi tiết xin mời quý vị liên lạc đến số phone 714 892 5717. Shopping online mọi lúc mọi nơi 24 trên 24 tại trang nhà ibchomeshopping.com. Chúng tôi xin tạm dừng tại đây và kính chúc cho quý vị có một buổi tối vô lượng an lạc.